Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 101 của phòng khám Thành Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào những ngày cuối năm, thời tiết giao mùa, trời trở lạnh là điều kiện thuận lợi cho các bệnh về đường hô hấp ở trẻ em phát triển, trong đó có bệnh viêm phế quản cấp. Trong chương trình tuần này, mời các bạn cùng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ trình bày để chúng ta hiểu rõ hơn về căn bệnh phổ biến này, mời các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như dược sĩ Ngọc Quyên vừa giới thiệu thì trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ trình bày với các bạn về một cái căn bệnh rất là thường gặp ở trẻ em, đó là căn bệnh viêm phế quản cấp. Trước tiên, chúng ta nên định nghĩa thế nào là viêm phế quản cấp? Theo Hiệp hội Hô hấp Việt Nam thì người ta định nghĩa đó Là viêm phế quản cấp Là một cái tình trạng viêm cấp Ở các cái phế quản lớn và vừa Thường là nó tiến triển lành tính Những cái tổn thương chủ yếu là ở các cái tế bào niêm mạc của phế quản Và nó có thể lan rộng đến toàn bộ Cái hệ thống của cây phế quản Đây là một cái bệnh khá phổ biến ở trẻ em Những cái đối tượng thường mắc là cái trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi Trước khi chúng ta biết cái bệnh viêm phế quản cấp là gì thì chúng ta phải hình dung được cái phế quản ở trẻ em là gì thì ở trên màn hình các bạn thấy đó đây là hình ảnh một cái cây phế quản à, cái phần màu đỏ đã giống như cái nhánh cây đó các bạn giống như cái nhánh cây mà mà úp ngược xuống đó thì cái gốc ở phía trên còn những cái nhánh nó tua nó tủa xuống bên dưới đó thì đó chính là cái phế quản ở phổi của chúng ta thì người lớn hoặc trẻ em thì nó cũng giống y hệt như nhau đó là cái phế quản thì chúng ta đang bàn luận về những cái tình trạng viêm cái cây phế quản này thì các bạn nhìn trên màn hình để các bạn thấy phế quản là gì. Còn những cái phần nhu mô đó đó là phổi nha các bạn. Khi nào mà nó viêm tới cái phần nhu mô phổi đó thì cái đó là lại có một cái bệnh riêng, đó là bệnh viêm phổi thì khác. Hôm nay chúng ta chỉ nghiên cứu về cái bệnh viêm ở những cái cây phế quản này thôi. À, đó là cái đại cương về bệnh viêm phế quản cấp ở trẻ em. À, qua phần thứ hai, chúng ta nghiên cứu đó là những cái nguyên nhân nào nó gây ra cái tình trạng viêm phế quản cấp. Chúng ta biết rằng à, nó có rất nhiều nguyên nhân để đưa đến cái hiện tượng viêm cái cây phế quản này. À, cái nguyên nhân thường gặp nhất đó là virus. Thì như các bạn biết, đó, à, chủ yếu là cái virus hô hấp hợp bào. À, thì đây là một cái loại virus mà chiếm cái tỷ trọng cao trong một trong những cái nguyên nhân mà nó gây ra tình trạng viêm phế quản cấp ở trẻ em. À, rồi à, các loại virus như là cúm, á cúm nó cũng gây ra cái tình trạng viêm phế quản cấp này. Rồi kế đến nữa là rhinovirus hay là adenovirus thì những cái đó là những cái con virus mà nó gây ra 80 đến 95% các cái trường hợp viêm phế quản cấp ở trẻ em. Một cái nguyên nhân thứ hai nữa là vi khuẩn. Thì nó có rất là nhiều loại vi khuẩn nhưng mà những cái vi khuẩn thường gặp thì uh, như là pneumonia hay là influenza uh, rồi uh, chlamydia, uh, mycoplasma vân vân, đó là những cái con vi khuẩn nó có thể làm cái uh, đưa đến cái tình trạng viêm cái cây phế quản này ở trẻ em. Tuy nhiên nó chỉ chiếm cái tỷ trọng rất là nhỏ từ 15 đến 20% trong số những cái nguyên nhân gây viêm phế quản. Uh, còn lại thì uh, một số ít nữa cũng có thể là do nhiễm nấm hay là ký sinh trùng nó cũng có thể gây viêm phế quản. Ngoài ra thì các cái yếu tố khác nó góp phần làm cho cái tình trạng viêm nhiễm được thuận lợi hơn đó là cái cơ địa dị ứng hoặc là những cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ em nó cái axit nó trào ngược từ dạ dày lên nó cũng gây cái tình trạng viêm phế quản này rồi những cái trẻ suy giảm miễn dịch và đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì các bạn thấy đó là những cái tháng cuối năm đặc biệt là cái tháng này tháng vừa rồi thì chúng ta thấy là thời tiết rất là lạnh cho nên là cái không khí nó giao mùa như vậy nó cũng làm cho cái tình trạng viêm nhiễm và trong đó có viêm phế quản được thuận lợi hơn thì thời gian vừa rồi để chúng tôi ở phòng khám là cái tỷ trọng mà viêm đường hô hấp trên như viêm phế quản, viêm mũi, ho sổ mũi vân vân đến với phòng khám rất là nhiều thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân mà do thời tiết nó cũng chiếm một cái tỷ trọng cao rồi ngoài ra thì còn có những cái trường hợp mà nhiễm khói bụi đặc biệt là đối với những gia đình mà có người lớn hút thuốc thì đó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó góp phần làm cho cái tình trạng viêm phế quản cấp này nó thuận lợi hơn thì đó là các cái nguyên nhân gây viêm phế quản còn phần thứ ba chúng ta sẽ nói về các cái triệu chứng viêm phế quản cấp ở trẻ em thì một cái người bệnh mà từ khi mà bé bị cái cái bắt đầu viêm nhiễm đó thì nó có hai cái giai đoạn thôi là giai đoạn khởi phát và giai đoạn toàn phát thì như các bạn biết á các bạn nhất đặc biệt là các cái bạn mà đã có nuôi em nhỏ rồi thì các bạn thường có kinh nghiệm thì đầu tiên là trẻ cảm thấy đau họng ho khan cũng có khi ho nhiều ho từng cơn và có khi là kèm theo với lại cái khàn tiếng rồi người của bé rất là mệt mỏi khó chịu hay quấy khóc và đặc biệt là có sốt thì thường là sốt tăng dần sốt do virus thì nó có thể là sốt từ 38 cho đến 39 độ có khi là 39 độ 5 nữa đó là cái giai đoạn khởi phát thì một hai ngày sau thì nó sẽ đến cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn toàn phát thì lúc này là trẻ ho nhiều hơn và bắt đầu ho có đàm đàm thì trong giai đoạn đầu thì nó có thể là đàm trắng thôi mà nếu mà nó có nhiễm trùng nó bội nhiễm đó các bạn thì nó có thể thấy là vàng đục cái đàm nó màu đục màu vàng và có khi là nó có mùi hôi nữa thì đó là cái dấu hiệu là bé đã bị bội nhiễm vi trùng cái tổng trạng của bé thì có thể là bé suy sụp kém ăn quấy khóc rồi nếu mà chúng ta khám thì chúng ta có thể nghe được những cái tiếng phát hiện những cái tiếng ran nổ ẩm hoặc là những cái ran rít ran ngáy nếu mà bé có những cái co thắt phế quản thì đó là cái các cái triệu chứng của một bé mà nó bị viêm phế quản cấp. Còn khi mà đã đến với bác sĩ rồi, khi đến với bệnh viện thì tùy theo cái diễn biến của bé mà nếu mà trường hợp mà chúng ta thấy là bé có cái chiều hướng nặng lên thì chúng tôi sẽ tiến hành chụp x quang, kiểm tra phổi cho bé hoặc là những cái xét nghiệm thường quy để tìm xem có những cái dấu hiệu viêm nhiễm như là bạch cầu nó có tăng hay không rồi tìm thấy những cái nguyên nhân nào khác nữa và nếu mà cần thiết thì chúng ta có thể làm những cái xét nghiệm chuyên sâu hơn để mà xác định coi bé có bị viêm phổi hay không bởi vì giữa khi mà bé bị nhiễm viêm phế quản Thì rất là dễ dàng mà bội nhiễm các vi trùng Và nó có thể gây ra viêm phổi Thì cái tình, bệnh cảnh lúc đó nó sẽ nặng hơn Tuy nhiên thì hầu hết là Các cái bệnh viêm phế quản cấp này là do virus Cho nên là bé sẽ được tự khỏi Trong vòng từ 7 đến 10 ngày là bé sẽ hết Đó là những cái triệu chứng của Viêm phế quản cấp ở trẻ em Vậy thì chúng ta qua phần thứ năm là chúng ta điều trị cái bệnh này như thế nào về nguyên tắc đó, thì hầu hết các cái bé mà viêm phế quản cấp này thì được uh, theo dõi và điều trị tại nhà không cần phải nhập viện uh, điều trị thì cần điều trị nguyên nhân cũng như là cái địa chỉ điều trị cái triệu chứng của bệnh uh, về nguyên nhân thì nếu mà uh, bác sĩ khám mà có các cái bằng chứng về vi khuẩn thì lúc đó mới dùng kháng sinh còn lại là hầu hết là chúng ta không phải dùng kháng sinh gì cả uh, và bởi vì nó uh, Phần lớn là do siêu vi Cho nên là chúng ta chỉ chữa triệu chứng thôi Cái viêm phế quản cấp này mà do virus Thì Chúng ta Cứ an tâm thường thì nó sẽ khỏi trước 10 ngày Chúng ta không cần phải dùng kháng sinh gì cả Và chúng ta chỉ điều trị triệu chứng là chính Như là nếu mà chúng ta Cảm thấy bé có sốt Từ 38 độ Năm trở lên thì chúng ta dùng thuốc hạ sốt chườm mát cho bé Bằng nước nóng ấm Rồi nếu mà có ho nhiều mà ảnh hưởng tới giấc ngủ của bé thì lúc đó các bác sĩ sẽ quyết định cho các uống cái loại thuốc ho nào thì cái những cái trường hợp này chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ và chúng ta có thể là bác sĩ sẽ cho dùng những cái loại kháng histamin để tránh những cái kích ứng ở phế quản của bé hoặc là nếu mà bé có khó thở thì bác sĩ sẽ cân nhắc để cho những cái loại thuốc giãn phế quản nói chung thì hầu hết các cái bệnh viêm phế quản cấp này đều tự khỏi từ 7 tới 10 ngày nếu mà bé không có các cái bội nhiễm vi trùng, không có chuyển qua cái tình trạng viêm phổi thì hầu hết chúng ta an tâm cho bé điều trị tại nhà và theo dõi các cái diễn biến của bé. Tiếp theo là chúng ta chăm sóc trẻ mà bị viêm phế quản cấp này như thế nào? Như phần đầu tôi đã nói đó, phần lớn là khi mà thời tiết nó thay đổi từ nóng chuyển qua lạnh thì bé rất là dễ bị viêm nhiễm cái đường hô hấp trên trong đó có viêm phế quản thì việc đầu tiên là chúng ta phải giữ ấm cho trẻ khi mà mà nhận ra các cái dấu hiệu mà bé có cái các cái dấu hiệu mà bị viêm phế quản thì chúng ta đặc biệt là phải chú ý tới vấn đề chăm sóc cho bé giữ ấm cho bé không có cho bé ra ngoài trời quá lạnh rồi hạn chế cho bé uống nước lạnh thay vào đó là chúng ta cho bé uống nước ấm thật uống nhiều hơn bình thường bởi vì khi mà bé bị sốt thì bé mất nước cho nên là chúng ta cần phải cho bé cung cấp đủ nước dinh dưỡng cho bé cũng như là khi mà bé uống đủ nước thì nó sẽ tránh cái trường hợp mà đàm nó đặc quánh lại nó làm cho cản trở cái đường hô hấp của bé khi mà chúng ta cho uống nước nhiều vậy thì đàm nó có xu hướng nó loãng hơn và do đó nó cũng dễ thở hơn cho nên là chúng ta phải chú ý đến vấn đề dinh dưỡng cũng như chăm sóc cho bé đặc biệt là giữ ấm cho bé không để bị lạnh và có một điều cũng lưu ý với tất cả các bà mẹ là chúng ta tuyệt đối phải cân nhắc kỹ lưỡng khi mà chúng ta cho trẻ uống thuốc ho phụ huynh không có nên là cho bé tự ý mà mình mua những cái loại thuốc ho về cho con mình uống bởi vì nếu mà trường hợp mà uống không đúng thì nó sẽ làm mất cái phản xạ ho do đó là cái đàm nhớt nó sẽ còn ứ động lại ở trong phổi và nó không có tống ra ngoài được thì đó là một điều hết sức bất lợi cho bé và nếu mà trẻ bị nặng và không có cái phản xạ ho thì các bà mẹ nên cho bé tới các cái cơ sở y tế để bác sĩ sẽ thăm khám và nếu cần thiết thì bác sĩ sẽ có những cái máy móc chuyên dùng để người ta hút đàm nhớt cho bé chứ chúng ta không có nên bằng mọi cách chúng ta uống cho uống thuốc giảm ho như vậy thì rất là ảnh hưởng tới cái cái vấn đề hô hấp của bé đó là một cái lưu ý rất là quan trọng cho nên là cũng xin nhắc lại để cho các mẹ biết để mà chăm sóc cho con mình tốt hơn và như vậy thì phần lớn là chúng ta điều trị cho bé tại nhà như vậy thì khi nào thì chúng ta phải cho bé nhập viện không phải là tất cả các cái trường hợp mà trẻ bị viêm phế quản cấp đều phải nhập viện. Chúng ta phần lớn là do virus cho nên chúng ta có thể điều trị tại nhà ở cái mức độ nhẹ và chúng ta cũng hạn chế nhập viện bởi vì nếu mà nhập viện như vậy đó thì sẽ có cái nguy cơ nhiễm trùng thêm các cái vi khuẩn ở trong bệnh viện người ta gọi chúng tôi gọi là là nhiễm trùng bệnh viện cho nên là chúng ta hầu hết là theo dõi tại nhà khi mà trẻ có các cái dấu hiệu trở nặng thì chúng ta cần phải cho bé nhập viện để được điều trị như là bé thở gắng sức rút lõm các cái cơ lồng ngực của bé này, phập phồng phập phồng hai cánh mũi, rồi những cái cơ lồng ngực của bé bị co rút lại, phồng phập phồng phập phòng theo cái nhịp thở và cái nhịp thở của bé nhanh hơn bình thường, thì chúng ta phải theo dõi và khi mà có những cái dấu hiệu này, thì chúng ta cần phải cho bé nhập viện ngay để chúng tôi thăm khám tìm ra cái nguyên nhân của bé gây viêm phế quản cũng như là có cái phương hướng điều trị cho nó phù hợp và tôi xin nhắc lại là khi mà trẻ có các cái dấu hiệu nguy hiểm như là là nếu mà trẻ dưới hai tháng đó, thì các cái biểu hiện như là trẻ bỏ bú rồi hoặc là bú kém hoặc là trẻ co giật tinh thần trạng thái của bé thì ly bì khó đánh thức trẻ dậy hoặc là bé sốt cao lên và thở khò khè rồi các cái màu da của bé nổi vân tím tái lên thì Chúng ta phải ngay lập tức cho nhập viện ngay à, Cái thứ hai nữa là đối với những trẻ từ 2 đến 5 tuổi, đó, 2 tháng đến 5 tuổi Thì nếu mà bé không có ăn uống được, ly bì khó đánh thức hay là bé thở mà nó khò khè, nó có những cái tiếng rít đó, Thì chúng ta cũng phải ngay lập tức, đây là những cái dấu hiệu cảnh báo mà bé sẽ chuyển nặng Cho nên chúng ta phải đưa vào và nhập bệnh viện để cho chúng tôi khám và điều trị cho bé một cách phù hợp và cũng xin nhắc lại để các bạn theo dõi ở nhà cho dễ là là các bạn có biết là khó thở thở nhanh hay không Thì nó có những cái bắc các bạn nhìn lên trên màn hình các bạn thấy đó là nếu mà trẻ dưới 2 tháng tuổi thì nhịp thở của bé trên 60 lần một phút thì đó là gọi là thở nhanh. Còn trẻ từ 2 tháng cho đến uh, 11 tháng tuổi, tức là 2 tháng đến 1 tuổi, 1 năm đó, thì cái nhịp thở của nó nếu mà các bạn quan sát thấy nó trên 50 lần trên phút thì bé đang là thở nhanh rồi. Còn trẻ từ 12 tháng đến 60 tháng tuổi tức là 5 tuổi đó thì từ 1 đến 5 tuổi thì cái nhịp thở của bé nếu mà trên 40 lần một phút thì chúng ta gọi là thở nhanh. Thì như vậy là chúng ta um, quan sát như thế nào để biết rằng cái nhịp thở của bé thì mình thường là mình bộc lộ hết cái cái phần ngực phần bụng của bé ra mỗi một lần mà cái bụng của bé trẻ con thì thường là thở bụng cho nên khi nào mà mà các bé cái bụng nó nhô lên rồi xẹp xuống thì chúng ta tính một nhịp thở và như vậy thì chúng ta mới biết được là khi nào mà bé đang là thở nhanh đang là khó thở thì chúng ta có cái biện pháp xử lý kịp thời chúng ta lập tức đưa bé đến các cơ sở y tế. Thì các bạn có thể dừng màn hình lại và chúng ta xem lại cái các cái lứa tuổi, mỗi một lứa tuổi nó nhịp thở nó bao nhiêu thì gọi là nhanh. Tôi xin nhắc lại là trẻ dưới 2 tháng tuổi thì nhịp thở trên 60 lần một phút là thở nhanh rồi. Còn trẻ từ 2 tháng cho đến dưới một năm thì nhịp thở trên 50 lần trên một phút là thở nhanh. Còn trẻ từ 1 năm cho đến 5 tuổi, một tuổi đến 5 tuổi thì nhịp thở các bạn thấy là nếu mà bé thở trên 40 lần trên một phút thì đó là thở nhanh rồi thì đó là những cái lưu ý mà các phụ huynh cần phải theo dõi bé ở nhà để khi có những cái dấu hiệu đó có tôi xin nhắc lại là có một trong những cái dấu hiệu đó thì chúng ta phải đưa bé đến bệnh viện để được thăm khám qua phần thứ sáu là chúng ta phòng tránh cái bệnh viêm phế quản cấp này như thế nào thì như tôi hồi nói nói hồi nãy đó là phòng bệnh bằng cách mình giữ gìn vệ sinh cho bé bảo đảm các cái chất dinh dưỡng cho bé phù hợp và điều quan trọng là chúng ta phải giữ ấm cho bé nhất là những cái khi mà thời tiết nó giao mùa nó thay đổi từ mùa nóng sang mùa lạnh thì rất là dễ bị những cái bệnh lý liên quan đến đường hô hấp như là viêm mũi viêm họng rồi viêm phế quản mà chúng ta đang bàn tới đây thứ hai nữa là chúng ta phải tránh những cái môi trường ô nhiễm ẩm mốc bởi vì chỉ cái niêm mạc đường hô hấp của trẻ con nó chưa hoàn thiện, nó còn rất là dễ nhạy cảm với các cái chất kích thích ở bên ngoài. Cho đó là chỉ một cái thay đổi nhẹ thôi nó cũng có thể là gây ra những cái phản ứng viêm nhiễm. Và chúng ta nên biết rằng những cái bệnh về thuộc về virus viêm phổi, viêm đường hô hấp trên này nè, thì chủ yếu là chúng ta theo dõi điều trị tại nhà và vệ sinh cũng như là dinh dưỡng cho bé thật tốt ngoài ra chúng ta phải tiêm vaccine đầy đủ theo cái lịch tiêm chủng mở rộng để mà phòng ngừa những cái bệnh lý về viêm phổi chẳng hạn thì đó là những cái phương pháp để chúng ta phòng tránh cái bệnh viêm phế quản cấp này đó là toàn bộ những cái nội dung mà hôm nay chúng tôi muốn truyền tải để cho các bà mẹ biết được cái cách để chăm sóc khi mà bé bị viêm phế quản cấp cũng như là khi nào thì cần phải đưa bé đi nhập viện mong là các bạn sẽ có đầy đủ kiến thức để chăm sóc con em của mình được tốt nhất trước thềm năm mới xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị vừa lắng nghe bác sĩ nguyễn duy hải trình bày về căn bệnh viêm phế quản ở trẻ em xin quý vị vui lòng like chia sẻ đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp về sức khỏe của con người trước thềm năm mới phòng khám xin kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng xin kính chào tạm biệt